Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái chương trình học về JavaScript, đó là học về if else, tức là cái liên quan đến cái việc lựa chọn ra một cái cụm lệnh của chương trình thực hiện. Có nghĩa là khi mà một cái vấn đề gì đó xảy ra và nó sẽ dẫn cái chương trình chúng ta đến nhiều cái hệ quả khác nhau đó, thì chúng ta sẽ phải phân loại ra, à với cái điều kiện này xảy ra thì làm cái gì, điều kiện kia xảy ra là thì làm cái gì, vân vân đó. Thì nếu như muốn chuyển hướng chương trình ở một cách hợp lý và đưa ra cái kết quả nó cho đúng đắn ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái những cái câu lệnh liên quan đến phần rẽ nhánh. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên chính là if else, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu switch case, và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái toán tử ba ngôi. Ok, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về if else thì cũng giống như cái ý nghĩa của cái if else, có nghĩa là nếu thì làm gì đó, ngược lại thì là else. Ok, rồi thế ngày đầu tiên cái tổng quát của if sử dụng như thế nào, đó là if nếu như cái điều kiện đúng thì chúng ta sẽ làm gì đó, trong đó điều kiện chính là một cái biểu thức hoặc một cụm những cái biểu thức có tính đúng hoặc sai. Lưu ý là trong JavaScript thì tất cả những cái giá trị mà khác null này, khác rỗng, khác không, khác undefined, khác nan, đó thì những cái giá trị khác, những cái giá trị đặc biệt thì nó sẽ là điều kiện true, còn tất cả những cái thằng đặc biệt đấy, đặc trưng ấy, thì nó sẽ là false. Ok, rồi bây giờ thì cái condition có nghĩa là một cái điều kiện hoặc một cụm điều kiện nào đó có tính đúng hoặc sai. Hình ảnh thứ hai ở đây đó là if đi liền với else, bên trên này không có else, có nghĩa là nếu đúng thì làm cái gì đó, do something thôi, còn không thì nó không làm gì cả. Còn ở dưới này nếu đúng thì do something, ngược lại thì nó sẽ vào cái else này, nó thực hiện do other thing. Cái hình ảnh thứ ba mà chúng ta hay sử dụng đối với if else đó là nếu điều kiện 1 đúng thì làm gì đó, ngược lại điều kiện 1 không đúng thì nó bắt đầu nó test đến cái điều kiện thứ hai. Đó, nếu đúng thì do other thing gì đó. Còn nếu không nó lại tiếp tục nó test cái điều kiện thứ ba, và nếu đúng thì lại làm gì đó, và ngược lại cuối cùng do other thing. Ok. Thì ở đây các bạn thấy rằng if else rồi if else rồi if else đấy, thì cái này có nghĩa là nó cứ nối đuôi vào nhau thôi. Thì cái cụm if else nhiều này này thì các bạn có thể thay thế nó bằng cái switch case để nhìn cho nó rõ ràng hơn. Ok. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ tùy từng cái trường hợp cụ thể mà chúng ta sử dụng if và if hay if else. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ví dụ minh họa nha. Ở đây thì mình có một cái mảng, và cái mảng của mình này thì sẽ bao gồm các giá trị là đây, cái ngẫu nhiên thôi. Nhiệm vụ của mình đó là phải tìm ra cái những cái giá trị số lẻ ở trong cái mảng của mình này. Đó, sau đó tách nó ra thành một mảng riêng. Thì ở đây mình đã viết sẵn cái chương trình đây rồi, odd number tức là những cái giá trị số lẻ. Thì mình trích từ cái mảng number ra bằng cách gọi filter truyền vào một cái hàm. Và cái hàm này thì sẽ nhận một cái giá trị value, tức là từng cái giá trị ở trong cái mảng này này. Đó. Mình kiểm tra xem nếu như cái giá trị đang set mà nó là số chẵn thì mình sẽ return false, tại vì mục đích của mình đang tìm số lẻ. Đó. Còn trường hợp nó là số lẻ thì return true. Và chúng ta thấy rằng ở đây mình áp dụng if else. Ok, nếu như điều kiện này đúng thì làm gì đó, ngược lại thì làm một cái gì đó khác. Ok, đó, thì cái này chính là ứng dụng sử dụng if else, và chúng ta được cái kết quả odd number chính là như thế này. Ok, đó, thì đây là một mảng gồm các số lẻ tách ra từ đây. Bây giờ để tìm số chẵn thì cũng tương tự, các bạn chỉ cần thay lại cái chỗ này thôi. Nếu như cái giá trị mà chia cho 2 thì rõ ràng nó là số chẵn, thì chỗ này sẽ return true, còn chỗ này return false thì sẽ được cái mà cái số chẵn. Bây giờ đến một cái ví dụ khác, tất cả những cái thứ này mình sẽ bỏ đi. Ok, giả sử như thế này, mình có một cái giá trị điểm thi. Đó. Bây giờ mình sẽ giả sử mình sẽ 7,25 đi. Cái điều kiện của mình là pass hoặc là không pass.
Đó. Nếu như điểm thi của mình là lớn hơn hoặc bằng 4 thì là qua môn. Còn điểm thi mà nhỏ hơn 4 thì sẽ là trượt môn và các bạn phải học lại. Thì bây giờ chúng ta muốn kiểm tra xem cái sinh viên đấy hoặc cái học sinh đấy thì với cái điểm thi của nó cho trước như vậy thì chương trình nó sẽ nhận biết là thằng này trượt hay là đỗ. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình để chương trình nó nhận diện thay chúng ta. Tất nhiên là cái này thì quá dễ với con người rồi, nhưng vấn đề là gì? Chúng ta chuyển những cái thứ đó cho cái máy tính và máy tính nó làm hộ chúng ta. Ok, thì chúng ta sẽ phải chuyển những cái ý tưởng của chúng ta thông qua những cái dòng code để trở thành cái mã lệnh chương trình để biểu diễn lại cái ý muốn của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ có một cái result. Đó, result lúc đầu bằng rỗng như thế này đi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nếu như cái điểm của mình ấy lớn hơn hoặc bằng 4 đấy, thì mình sẽ gán result sẽ bằng đây là pass. Ok, mày đã qua môn. Còn ngược lại thì result sẽ bằng fail. Đó, trượt. Như vậy thì đối với cái điểm như thế này thì kết quả của chúng ta sẽ là gì? Sẽ là pass. Ok, thì cái này là result. Kết quả của mình result pass. Ok, như vậy thì anh ta được 7,25 điểm, anh ta đã pass. Một cái ví dụ khác nữa, giả sử là mình có một cái string. Có một cái string đây. Thì cái string này mình đặt là ms MSG, message. Message của mình là hello như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ điều kiện kiểm tra của mình là nếu như cái chuỗi ký tự này mà nó có hơn 10 ký tự thì mình sẽ hiển thị nó lên, còn không thì thôi, không hiển thị. Thì chúng ta cũng sử dụng if hoặc if else ở đây và chúng ta sẽ quyết định được cái kết quả. Ok. Rồi, thì bây giờ để xem là cái này nó có hơn 10 ký tự hay không thì chúng ta lại kiểm tra là nếu if msg.len đó lớn hơn hoặc bằng 10 thì chỗ này là return cái giá trị, giả sử là return cái chính cái msg. Ok, nếu không thì chúng ta có thể sử dụng else hoặc là thêm cái dưới này này, if nếu như nó mà nhỏ hơn 5, ok, thì chúng ta sẽ không làm gì cả chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ tùy theo ý của bạn, nhưng mà giả sử là mình sẽ hiển thị hoặc không hiển thị thì ở chỗ này sẽ return MSG, còn để nó dễ thì chỗ này cho là else đi. Đó, thì là return như nháy như thế này. Và tất cả cái cụm này thì chúng ta để vào trong một cái function. Thông thường là chúng ta sẽ để nó vào trong một cái function, một cái hàm nào đó. Show message và truyền vào msg. Đó, thì chúng ta sẽ như thế này. Có nghĩa là cái function này sẽ kiểm tra xem là nếu như cái điều kiện thỏa mãn là dài hơn hoặc bằng 10 ký tự. Đấy, cái thông điệp của chúng ta ấy, thì nó sẽ trả về cái message, còn nếu không thì sẽ trả về cái rỗng như thế này, có nghĩa là chúng ta hiển thị nó vào hoặc là không hiển thị gì cả. Thì cái này mình có thể đặt khác đi, đặt là m đi để nó đỡ trùng với cái này thì các bạn dễ hiểu. Ok, thì lúc này sẽ là chúng ta có thể gọi trực tiếp là show message và truyền m vào. M chính là cái message như thế này. Ok, bây giờ chúng ta xem kết quả. Đây, không có gì hết. Còn bây giờ, hello gì đó. And welcome to JavaScript course. Giả sử như thế này. Đấy, thì chúng ta có cái kết quả là nó sẽ hiển thị ra. Ok, thật là hay phải không nào? Đó, thì đây là một số những cái ví dụ đơn giản thôi. Ở đây chủ yếu là mình sử dụng if else và tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể những ví dụ như trên này nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể là không cần phải else ở đây nữa. Đây này. Đó,
Ví dụ mặc định là chúng ta return luôn cái này. Đấy, khỏi cần L luôn. Đây. Ok. Thì vẫn hoạt động một cách bình thường. Đấy. Ok. Thì có nghĩa là nếu như cái điều kiện này đúng, nó return mất rồi. Cho nên là nó sẽ không xuống đây lần nữa. Còn nếu như trên này không return thì nó sẽ xuống đây. Cụ thể thì mình sẽ học một cái bài về cái phần return này để cho các bạn rõ ràng hơn. Còn bây giờ thì cứ để đầy đủ if else vào cho nó dễ hiểu và thuận theo cái ý mà chúng ta đang học. Và lưu ý là mình chú trọng vào sử dụng if hoặc là if else chứ không sử dụng cái cụm if else này nhá. Còn cái cụm này này thì chúng ta sẽ thay thế nó bằng switch case. Nội dung bài này thì đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ học cái bài kế tiếp là switch case để xem là cái sự giống và khác nhau hay ho như thế nào. Okay.